Có một vị khách hàng nhắn tin hỏi chúng tôi rằng nhà họ mới có tang thì có được đi đám tiệc, đám cưới, tiệc chúc mừng hay là những nơi vui chơi đông người hay không? Thì thông qua video này, Tang Lễ Martino xin trả lời câu hỏi của quý vị này là như sau. Thì như anh chị đã được biết, quy luật của tạo hóa sinh, lão, bệnh, tử. Con người chúng ta dù có như thế nào thì cũng phải trải qua một cái quy trình y như vậy. Việc có sinh thì ắt sẽ phải có tử. Cái gì nó đến thì cũng phải sẽ đi. Đó là quy luật bất biến rồi. Nên cái chết đối với những con người làm dịch vụ tang lễ như chúng tôi thì nó vô thường lắm. Chúng ta có thể gặp nhau ngày hôm nay, nhưng rồi ngày mai là phải chia ly mãi mãi. Nên việc sinh tử, nếu quý vị hiểu rõ được nó thì đây cũng là một cái điều bình thường. Việc các bậc chân tu, những người tu hành đắc đạo họ rất họ hiểu chuyện này. Họ chấp nhận nó là một lẽ đương nhiên. Và cái chết đến với họ thì cũng rất nhẹ nhàng. Thậm chí là họ còn biết rằng mình mất khi nào nữa kìa. Nên Tâm nói với quý vị rằng cái chết nó không mang một cái điều gì xấu cả. Nó là quy luật của tự nhiên. Bản thân nó không mang bất kỳ điềm gỡ hay là điềm xui gì đến những người xung quanh cả. Tại vì họ không hiểu hết cái ý nghĩa của nó, nên họ mới nói rằng gặp đám ma, đám hiếu là bị xui xẻo. Vì cái chết của một người nó bắt đầu từ cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ đến đó hết thì sẽ chết. Có tránh có né thì cũng không được. Và khi nghiệp của chúng ta chưa đến số chết thì có muốn chết cũng có được đâu, phải không quý vị? Có rất nhiều người á, họ nghĩ quẩn, họ tự tử, họ tìm đến cái chết nhưng rồi không thể chết, lại phải sống một cái cuộc sống thực vật để trả hết cái nghiệp của mình. Và tại vì sao á, người ta nói rằng khi mà nhà mới có tang, kiêng kỵ không được đi đâu, không được đi đám cưới, đám tiệc, ăn mừng. Đó là vì khi nhà chúng ta mới có tang sự, cái tâm lý, cái cảm xúc của mọi người ai cũng buồn rầu, ai cũng đau khổ. Chúng ta không thể nào mang những cái cảm xúc đó đến những cái nơi tiệc tùng, tham gia chung vui chúc tụng được. Vì cái cảm xúc nó cũng mang một cái năng lượng, và cái năng lượng buồn bã đó nó sẽ kéo cái buổi tiệc đi xuống, đúng không quý vị? Quý vị đang buồn bã mà ai đó đến gặp để nâng ly, chúc mừng hay reo hò thì có phải là quý vị chỉ gượng cười thôi, đúng không? Chứ quý vị chỉ gượng gạo thôi, chứ cái cảm xúc nó đâu có thật đâu. Hay là nhà chúng ta mới có tang mà chúng ta mở tiệc tân gia, tiệc khai trương, rồi tiệc sinh nhật thì bạn bè chúng ta có dám chúc mình là vui vẻ, có dám chúc mình là nhiều hạnh phúc, nhiều sức khỏe không? Chắc chắn là không rồi. Vì điều này nó đâm ra là vô duyên. Nên đây là cái ý nghĩa sâu xa mà ông bà ta ngày xưa nghĩ đến và dạy bảo cho con cháu của mình là nhà có tang, kiêng kỵ, không đến chỗ tiệc tùng, vui chơi đông người là vậy. Vì đây là một cái điều tế nhị, tránh làm khó xử cho người chủ cũng như là người khách tham gia. Người ta không thể chúc mình vui vẻ, không thể chúc mình hạnh phúc được. Chứ không phải là nhà chúng ta có người mất là chúng ta đang bị xui xẻo, gặp nhà nào là nhà đó có người mất theo. Không phải vậy đâu. Như Tâm đã chia sẻ rồi, thì cái chết là lẽ đương nhiên, là một chuyện thường tình. Nhà nào rồi không có chuyện tang tóc, nhà nào rồi không có chuyện hậu sự, chuyện đó đi đến sớm hay đến muộn thôi. Nên nếu như quý vị, gia đình chúng ta mới có tang thì hãy tạm gác mọi hoạt động tham gia tiệc tùng. Sau 49 ngày thì mọi chuyện nó bắt đầu nguôi ngoai dần đi, thì quý vị có thể bắt đầu đợi mọi thứ. Vì khi đó thì cũng đã xả tan rồi, nỗi đau mất mát cũng đã vơi bớt rồi. Lúc đó thì có thể thoải mái hơn, tinh thần tốt hơn để chung vui với bạn bè. Và cuối cùng video này xin mến chào quý vị đã xem hết. Và nếu như có những câu hỏi cần chúng tôi giải đáp, xin comment ở phần bình luận của video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.